chỉ số này nó ổn, nó chữa được cái bệnh đau nửa đầu, đó chưa? Còn chỉ số này nó không ổn thì chúng ta đau nửa đầu kinh niên. Ví dụ giám đốc bảo năm vừa rồi là tình hình dòng tiền hơi yếu, năm nay công ty phấn đấu là chủ động thanh toán vào dòng tiền. Vậy chỉ tiêu lựa chọn là gì? Trong sách quản trị tài chính nó có một chỉ tiêu nó gọi là chỉ số thanh toán. Nhưng chỉ số thanh toán đó nó là chỉ số trong quá khứ. Mà chỉ số trong quá khứ nếu chúng ta có lựa chọn, nó không hề có tác dụng điều hành gì, không có một cái tác dụng ứng dụng gì trong tương lai cả. Thì tôi hướng dẫn cho. Cái chỉ tiêu gọi là dòng tiền này liên quan đến phần tài chính trong việc xác lập mục tiêu hàng năm. Các bạn nên chọn một chỉ tiêu nó có tên là chỉ số dòng tiền hoạt động liên tục của công ty. Hay ở một số diễn đàn tài liệu khác, tôi nói rằng chỉ số thanh toán cá biệt của công ty. Nó được tính bằng tiền đang có, tiền dư ấy, tiền quỹ cộng tiền ngân hàng, cộng với thu, chia cho tổng chi. Nhưng tổng chi, tổng thu này trong 3 tháng kế tiếp, giữ cho tôi cái chỉ số này là công ty khả năng tồn tại và sống rất cao. Nhưng mà 3 tháng kế tiếp nó đã xảy ra đâu mà tính được. Tức là chúng ta buộc lòng phải xây dựng kế hoạch và phân tích rất kỹ. Vậy thì ở cái chỗ kia tiền hiện tại công ty đang có thì có ngay số liệu đúng không? Đó chính là tiền dư tại quỹ, tiền dư tại các ngân hàng. Nhưng tổng tiền thu trong 3 tháng tới nó bao gồm một là tiền ông có thể góp thêm, hai là tiền ông có thể vay thêm, ba là tiền thu hồi công nợ đến hạn trong 3 tháng, bốn là tiền thu từ bán hàng thu ngay. Bốn khoản như thế. Bốn khoản như thế thì có đến hai khoản là nó phụ thuộc vào cái gì ạ? Phụ thuộc vào kế hoạch bán. Nó phụ thuộc vào kế hoạch bán và nó phụ thuộc vào chính sách công nợ của công ty. Vậy thì cái phần tử số này nó không chắc chắn. Nó chỉ là con số dự báo. Dự báo càng chính xác thì chỉ số này càng tốt. Còn tổng tiền chi ra bao gồm chi trả gốc và lãi vay, chi trả cho nhà cung cấp, chi trả để công ty hoạt động như tiền lương, tiền chi phí văn phòng, tiền thuê kho bãi, xưởng, vân vân. Thì chi thì chúng ta dễ tính rồi đúng không? Nhưng cái khó nhất tôi nói là nó phải tính tháng này và 2 tháng trong tương lai. Đến tháng, ví dụ bây giờ là tháng 10, chúng ta sẽ tính cho tháng 10, tháng 11, tháng 12. Sang đến tháng 11 chúng ta lại tính tháng 11, tháng 12, tháng 1. Sang tháng 12 chúng ta tính tháng 12, tháng 1, tháng 2. Cứ như vậy. Chúng ta tính lân xê đi. Từng tháng một phải ngồi coi. Chỉ số này nó ổn, nó chữa được cái bệnh đau nửa đầu. Đó chưa? Còn chỉ số này nó không ổn thì chúng ta đau nửa đầu kinh niên. Vậy thì thế nào là ổn? Nó cứ lớn hơn hoặc bằng 1.2 là nó bắt đầu ổn.